Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn có những ngày cuối tuần vui vẻ và đầm ấm bên người thân. Rồi, chúng ta lại gặp nhau trên những cái khung giờ quen thuộc. Hôm nay thì tôi sẽ cũng làm clip chia sẻ với các bạn về cái cách mình làm cái bộ rễ nơm cho cây bông giấy các bạn. Trước khi mình giới thiệu bông giấy thì hôm nay tôi chợt nhớ tôi đi hái cái lá này nè. Các bạn biết không? Nếu mà phụ nữ thì nhìn lá này phụ nữ biết, cái cô biết liền ha. Còn mấy ông thì hên xui, có ông biết có ông không. Có ông nào thường hay giúp vợ thì biết, mấy ông không giúp vợ chắc không biết cái này. Đây là cái lá dứa thơm các bạn. Cái lá này dùng để bỏ vô nồi cơm hấp nó rất là thơm. Hoặc là chúng ta có thể nấu chè. Còn ngoài ra một cái công dụng nó rất là hay. Tôi cũng mới vừa phát hiện được cái công dụng đó. Thành ra tôi cũng chia sẻ với bạn. Tại vì đa số các bạn ở nhà các bạn trồng á, thì các bạn bỏ rất là lãng phí, bởi mình không có sử dụng hết. Cái này mà nếu mà nấu cơm thì các bạn bỏ vô nồi cơm mà nhiều quá, ngày nào cũng bỏ các bạn sẽ ngán mùi, các bạn sẽ bị ngán, lâu lâu mới thơm. Tôi thì tôi trồng kiểng, nhất cử lưỡng tiện mà. Mình vừa trồng có chậu kiểng, cái thân nó cũng đẹp lắm các bạn. Cái thân nó có rễ lồng thòng rất là đẹp. Rồi sau đó khi bà xã bà cần thì có, hoặc là ở chùm xóm mấy bà nào cần thì tôi hái tôi cho mấy bà thôi. Nhưng mà nó nhiều quá không hết. Thì các bạn khi mà các bạn hái lá ha, các bạn hái khi mà các bạn tỉa các bạn hái lá xong rồi các bạn phơi chừng một nắng thôi, rồi chúng ta bỏ vô nhà vệ sinh trong toilet đó, bảo đảm các bạn nó rất là thơm, cái mùi nó rất là dễ chịu luôn. Nhưng mà nhớ ha, các bạn phải phơi cho nó khô, phơi cho nó chừng một nắng là được rồi. Nó dùng dốt á, bỏ vô cái nhà tắm hay là toilet cũng được, rồi bắt đầu cái hương thơm nó từ từ nó toàn tỏa ra, nó khử cái mùi hôi rất là hiệu quả luôn. Và cái hương tự nhiên nó không có độc hại, các bạn hãy thử trải nghiệm với tôi ha. Đây các bạn, đây lá dứa thơm ha, Bắc Trung Nam thì tôi nghĩ cũng đều có, đừng có lãng phí, là chúng ta hãy sử dụng cái nguồn thảo mộc thiên nhiên thì nó rất tốt cho sức khỏe. Rồi bây giờ chúng tôi quay lại về cái vấn đề chính của cái clip hôm nay. Sáng sớm trời đổ lệ buồn quá, thành ra mỗi ngày tôi cũng cố gắng kiếm một cái gì đó để cho mình để mình chia sẻ với các bạn. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui mà, cố gắng chọn niềm vui, mình tự tạo niềm vui cho mình thì mình sẽ thấy cơ thể của mình nó thoải mái hơn, nó xua tan những cái muộn phiền, đồng thời nó cũng là một biện pháp giúp chúng ta là trị bệnh rất là tốt, dành cho những người mà già già hôm hém như tôi vậy. Rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn nói dòng tới dài, cái tật tôi nó là vậy các bạn, các bạn thông cảm hơn, mấy ông già cũng nóng vậy chứ á. Rồi hôm nay là để đem thằng bé này xuống đi, để ở đây chút quơ rớt mẹ ông Sáu xuống tôi mất giá trị của thằng bé này. Cái cây bông giấy này thì rất là dễ trồng, Bắc Trung Nam rất là dễ trồng, mà tôi thấy là cái lượng người hâm mộ về cái dòng cây cũng rất là nhiều đó nha, nhiều lắm á. Tôi thấy hình như là họ thích trồng bông giấy còn cả nhiều hơn cả cái bông hoa sứ nữa, tại vì mình theo dõi những cái kênh của mình á, kênh khác tôi không biết. Bông giấy rất là dễ trồng, Bắc Trung Nam trồng được hết. Và đồng thời hiện tại bây giờ bông giấy nó du nhập rất là nhiều kiểu bông giấy, nhiều màu sắc lung linh lắm. Tôi thì tôi thích chúng như là trải nghiệm mỗi một thứ mình trồng một chút thôi, để cho nó trong cái sân vườn của mình nó có màu sắc, nó lung linh với nó đa dạng về chủng loại để cho mình tránh cái sự nhàm chán á. Thì lúc trước dịch á, tôi cũng có về Đồng Tháp mà cái miệt ở đâu mà múc ở dưới chỗ nào bên tiêu trái đét đó, cũng vòng vòng đó. Xong rồi mình cũng vô mấy cái vườn mình thấy người ta trồng rất là hay, người ta tạo cho nó có một cái bộ đế chân dài. Thành ra mình cũng học hỏi được chút về nhà, cái tôi trải nghiệm cái tôi làm. Cái hôm nay tôi làm cái bông giấy này các bạn, tôi làm bắt đầu đi, hôm nay tôi kết quả hôm nay ra sao thì tôi sẽ khui cái bầu ra cho các bạn xem. Bởi vì khi mà các bạn muốn trồng cho nó có cái bộ đế nơm á, bộ đế nơm thì các bạn sẽ nhấc lên như thế này đây, đại khái như vậy. Các bạn trồng cái bông giấy á, khi mà cái thời kỳ mà nó hot đó các bạn, một cái mẫu như xíu một xíu vậy nè, họ dâm lên chút vậy là một găng tay á, nên họ bán cũng phải là 10.000 á. Rồi xong này người ta chậm vô cái giỏ nhựa như thế này, giỏ nhựa nó bén rồi bắt đầu có họ cắt cái đáy giỏ nhựa, cái họ đặt trên cái luống đó là ở ngoài thiên nhiên, ở ngoài những cái tỉnh người ta có nhiều đất người ta trồng như vậy. Rồi từ từ cái rễ của nó các bạn, nó từ cái chân cái rễ nhựa này nè, trong cái giỏ nhựa nằm trên mô cao như thế này, rồi nó sẽ rút xuống lòng đất, rồi người ta nhử phân ở dưới á. Người ta nhử phân ở dưới cái luống á, thì cái rễ nó sẽ kéo xuống dưới, nó rút ở dưới, nó tìm dinh dưỡng thì cái phần trên á nó sẽ phát triển. Mà đặc biệt á, nếu mà chơi mà cái dòng bông giấy á, thì các bạn chơi cái dòng bông, người ta trồng cái loại này đế nơm, người ta có trồng cái loại bông giấy Mỹ. Bởi vì bông giấy Mỹ là nó có cái củ Mỹ, củ bự lắm, củ bự chả bá vậy, nó cuốn cuộn nó rất là đẹp luôn.
các bạn nhìn giống hệt cũng như là cây sứ vậy á. Đó, như vậy người ta lợi dụng cái cây giấy Mỹ này nè, có cái củ đẹp người ta trồng. Sau khi mà người ta trồng nó có bộ củ nó phát triển rồi á, thì người ta mới ghép vô những cái dòng của Ấn Độ hay là của Nhật hay là của Pháp hay là của nước nào đó, màu sắc gì đó mà chúng ta thích. Có thể là cùng một gốc bông giấy các bạn có thể ghép 4-5 màu của Thái, ghép 4-5 màu cũng được. Nhưng mà khi mà các bạn mà ghép nó vô á, một cây mà ghép nhiều màu, các bạn lưu ý, bởi vì mỗi một màu là nó có một cái giống riêng, một màu nó cùng họ nhưng mà mỗi một màu với mỗi một giống của các nước thì cái tốc độ tăng trưởng của nó khác nhau. Các bạn lưu ý tốc độ tăng trưởng nó khác nhau, nó không có giống đâu các bạn. Khi mà các bạn ghép nhiều màu vô, các bạn lưu ý các bạn nên chọn những cái mà cái tốc độ tăng trưởng tương đương, thì sau này cái cây của các bạn nó sẽ ra được một cái phôm cây rất là đẹp, nó đều. Còn nếu mà thí dụ như cái màu trắng nó khỏe thì nó lên mạnh, thì cái màu cam nó yếu thì màu trắng nó sẽ lấn lướt cái màu cam, nó làm cho màu cam yếu từ từ, rồi đồng thời cái màu cam nó, cái nhánh màu cam nó sẽ chết đi. Nhưng mà khi họ bán ra thị trường thì mới bán thì người ta dưỡng nó lên, các bạn thấy đều vậy. Như các bạn về nuôi thời gian các bạn sẽ biết là cái nhược điểm của cái loại bông giấy nó nhiều màu như vậy. Thành ra chúng ta là quan trọng nhất, chúng ta có thể chúng ta ghép nhiều màu vô một cây cho nó đa dạng sắc màu, ngũ sắc. Nhưng mà các bạn lưu ý với tôi một điều là các bạn phải chọn cho nó có cái sự tăng trưởng của mỗi một giống nó tương đương với nhau thì sẽ đẹp hơn. Giống như là tôi chơi sứ, tôi không, ngày xưa tôi không biết, tôi mua loại sứ 3-4 màu. Sau vậy thời gian tôi trồng mấy màu yếu chết mẹ trơn nè, teo tử quéo cỏ chết ha. Còn mấy cái bạn nó cóc lên, mấy cây khỏe nó cứ dương lên. Thành ra sao tôi rút kinh nghiệm tôi chơi một màu thôi, chơi màu một à, dễ chăm sóc. Chơi cái gì mà khó quá, khó bỏ hoài. Chứ mắc cái gì mình chơi thoải mái, mà mắc gì mình lao vô nghiên cứu hay dành cho những nhà nghiên cứu, rồi mình chơi cái gì dễ mình chơi. Rồi tôi quay lại cái chủ đề của cái bông giấy là cũng như vậy thôi. Rồi đây là tôi mô phỏng em, tại vì tôi ở nhà phố không có miếng đất chỗ chim nữa, đã thành ra mình muốn trồng cái chân dài, tôi muốn trải nghiệm để tôi coi nó như thế nào, và đồng thời tôi chia sẻ với các bạn. Thành ra dưới đây là tạm thời, đây là tôi trồng một cái chậu nhỏ, vô chậu nhỏ tôi trồng thêm một chậu lớn. Thì đại diện cái chậu lớn là nó giống như là chúng ta làm mô với đất thôi, giống như là chúng ta đánh luống với đất. Nhưng mà nói gì nói chứ mình trồng ở trong chậu thì cây không bao giờ nó phát triển nhanh bằng cây các bạn trồng đất. Nhưng mà lợi thế trong chậu các bạn ép cây nó nhỏ là thôi, chứ cây này ngoài thiên nhiên nó lớn lắm. Các bạn trồng một năm cao chả bả vậy, một năm thôi các bạn trồng đất nó thể nó cao 2-3 mét nó vượt. Và đồng thời cái cây bông giấy Mỹ nó có hay cái nó không có gai, nó không có gai rồi các bạn. Và đồng thời những cái nhánh nó nhặt lại, các bạn thấy không, đây nè, nó không có nhảy đốt, có nghĩa là từ lá số 1 đến lá thứ 2, lá số 3, số 4 nó nhặt lại. Khi mà nó nhặt lại nó làm cho cây á, nó làm cho cái cây nó không có dương dài như những cái dòng bông giấy khác. Có những dòng bông giấy khác á, nó phát triển rất là tốt, từ cái lá số 1 đến lá số 2 nó nhảy lên 2 phân, 1 phân, 2 phân, 3 phân thì nó sẽ kéo dài vậy ra. Đặc tính của bông giấy là khi mà cái ngọn của nó già rồi thì nó mới có bông. Còn nếu nó còn tốt, còn non thì nó không bao giờ nó có bông. Thành ra khi mà trồng cây này muốn cho có bông á, thì thứ nhất chúng ta phải chờ cho nó già. Con người ta thì tuổi xuân khơi phới thì nó mới phô bày hết cái nét đẹp. Còn cái bông giấy thì nó phải già nuôi đi thì nó mới trổ bông ở trên ngọn. Nói như vậy thôi. Thì bây giờ con cái vấn đề mà nhiều bạn rất là hỏi tôi, mấy năm trước tôi cũng có làm cái clip. Tôi chia sẻ về cách mình hãm bông giấy nó nở vào cái dịp Tết. Bông giấy trồng ở miền Bắc sao tôi không biết, miền Trung sao tôi cũng không biết luôn. Nhưng mà trồng ở trong vùng Sài Gòn, ở miền Nam, hầu như có bông quanh năm. Và nó có nhiều nhất là, nó rộ nhiều nhất là sau cái Tết Nguyên Đán, là cái tầm khoảng tháng 2, tháng 3. Tháng 2, tháng 3 dương lịch đó, bông rất là nhiều, cái mùa nóng nhất trong năm. Nhất là đầu mùa mưa đó. Khi mà nó khô rồi bắt đầu trời mưa lên cái đầu nó nhẹ, bắt đầu nó ra bông cái này cái cưng luôn. Thì thành ra những dựa vô cái đặc tính đó thì nghệ nhân người ta mới tiến hành, người ta làm cái dạng mà người ta xiết nước các bạn, xiết nước rồi hái lá kết bông. Và họ rất là thành công trong vấn đề mà họ xiết nước, họ hái lá, họ xiết nước, họ kết bông, họ làm bông, họ bán vào dịp Tết. Nhưng đó là những nghệ nhân, những nhà vườn thôi. Còn các bạn làm tôi thấy cũng thành công nó không cao. Thôi kệ nè, để cho nó nở tự nhiên. Ở trong vườn mình nó có sắc màu lung linh, nó cũng hay mà các bạn, cũng tốt mà các bạn. Để các bạn mà đầu tư cho nó nhiều quá rồi các bạn sẽ dễ bị nản, nó hơi kệ nó. Tôi trồng tôi để cho nó nở tự nhiên thôi, kệ nó.
Chứ thành ra nắm vững cái nguyên tắc, mình cũng đi học rồi, học hỏi các nhà vườn, nắm vững cái nguyên tắc làm cho nó có bông vào cái dịp mình mong muốn, nhưng mà tỷ lệ thành công không cao, chỉ có nhà vườn người ta làm được. Mà nhà vườn làm được hên xui nha, có năm cái nhà vườn trúng, có năm nhà vườn từ rủi nó không nở, và có năm nó nở trước họ phun keo vô, họ phun keo cho bông cho nó dính lại, về tới ăn chơi rụng mẹ hết trơn rồi. Đó là như vậy là cái dòng bông giấy nó đẹp, cũng thấy đẹp. Giờ tôi khui thử cái bầu ra các bạn, giờ tôi dở cái bầu ra. Tôi thì cái chết mẹ bể à các bạn ha, nó đây là nó cái chậu này để ở ngoài, do mình để ở ngoài nắng á nó giòn lắm, chơi mày luôn đi. Nè đó rồi, thơm quá, mấy giỏi lụng lặng thơm ghê, chín thơm quá trời luôn. Mấy bữa ẩm này qua về dơi nó ăn mấy cái rồi. Rồi tôi sẽ xả này ra luôn các bạn ha. Rồi, bạn thấy không? Mấy cái bình mà dầu ăn á, dầu ăn mà ở nhà mà bà xã mình bơ xài, các bạn tận dụng lại các bạn để sử dụng để mình trồng cây rất là hiệu quả luôn. Nó vừa là tiết kiệm, nó vừa là nó vệ sinh môi trường, nói chung là nó rất là tiện lợi. Tôi khoái nhất là cái tiết kiệm, tiết kiệm dở cưng đó. Bởi dở cưng dở thưởng hoài. Nè các bạn, ở ngoài họ bán những cái đồ chậu nhựa, họ có bán, nhưng mà nhựa ở ngoài là nó dễ bị phai mục lắm, còn cái này thì nó bền hơn. Thiều ra các bạn ha. Cái này mình chỉ mới làm thôi, tôi mới làm vào năm ngoái, hôm nay chắc có lẽ cũ nó cũng chưa có to, nhưng mà mình coi bộ đế nó như thế nào. Tôi thì ưa chia sẻ, làm clip chia sẻ các bạn cho vui vậy mà. Chứ tôi mình cũng không phải là nhà vườn gì, nhưng mà cái vấn đề là mình chia sẻ, biết gì chia sẻ nấy. Mục đích chính của tôi là giao lưu học hỏi để các bạn nào mà có kinh nghiệm thì chỉ bảo thêm các bạn ha. Ở ngoài thôi cái cây củ bự lắm á, cũng nhiều bự lắm, còn cái này chắc có lẽ mình lấy tôi trồng từ hồi nhỏ xíu à, chưa có củ các bạn à. Nè các bạn thấy không, cái củ nhỏ xíu xíu à củ mini, củ em bé củ nhỏ xíu xíu à cây này tôi sẽ ép nó lại, ở ngoài rẻ rề à. Tôi thấy họ rao bán trên mạng, trời ơi gì mà rẻ dữ trời, không biết nhà nông nhà vườn sống bằng gì, củ bằng cụp tay vậy, bán cây có trăm mấy à. Trời ơi nuôi cái củ bự lâu lắm á, vậy mà thôi bán rẻ quá trời rẻ luôn. Cái này khi mà tôi làm cái clip này cũng có thể nhiều bạn bảo là tôi có lẽ tôi làm được thất bại, nhưng mà tôi nghĩ là không có thất bại đâu. Bởi vì sao các bạn, đây là cái những cái rễ này nè, nếu mà các bạn nuôi lâu á thì nó sẽ nở thành cái củ bằng cầm tay, nhưng mà tại vì cái này á tôi mới làm nay chắc khoảng chừng một năm nay thôi, không biết tới năm không, tầm năm nhớ là mùa dịch đó, là mùa dịch đó. Các bạn thấy nó có rễ không, rễ nó đi sâu xuống đây nè, rễ nó sẽ đuôi xuống. Nếu mà các bạn mà nuôi một thời gian mà lâu nữa thì rễ nó sẽ chui xuống đây nè, nó chui xuống đây từ từ cái phần này nó mọc ra, tại vì đặc tính của bông giấy Mỹ nó như vậy. Bông giấy Mỹ nó hay một cái là cái củ của nó các bạn, nó cứng, cái củ nó không bị kêu bằng cái gì ta, nó không bị mục. Còn có những bông giấy cổ á, bông giấy của Việt Nam mà của Pháp nó du nhập sang Việt Nam mà những thế kỷ trước á, những thập niên mà 30-40 nó nhập Việt Nam á, thì sau thời gian cái củ của nó các bạn nó sọp, nó sợ với cũ nó bị mối đục đó. Còn bông giấy Mỹ hiện tại bây giờ chưa có thấy cái đó ha. Đó các bạn ha, đó bây giờ tôi đã, khi mà làm clip tôi cố tình tôi nhổ ra, tôi chia sẻ cùng các bạn biết rằng thì tôi cũng biết chứ, tôi cũng đoán là cũ nó không có lớn đâu, nhưng mà cái cơ bản của nó để mà nếu mà các bạn mà có điều kiện á, các bạn ở vùng nông thôn các bạn có điều kiện thì các bạn cứ làm. Hiện tại tôi thấy giờ chắc nó rẻ, người ta ít người làm thì nó rẻ quá các bạn. Nhà vườn chắc tiêu, đợt thầy tiêu luôn. Về bông giấy tôi thấy họ đăng họ bán gì có 50, 70, 100 gì, củ nào cũng đế mà gùm tay. Trời ơi nuôi cái củ bự vậy lâu lắm chứ bị giỡn nó mấy cha. Mà sao mà bán kiểu đó vậy, lời lớn bao nhiêu, chắc giỏi lắm họ lấy lại vốn thôi. Chăm công sắc bây giờ công cực. Đó các bạn về miền Tây rồi, mấy em trẻ giờ đi vô công ty làm nhiều,
chứ còn ít ai bám dưới ruộng dưới vườn. Mấy cô gái trẻ lên công ty hết, mấy anh thanh niên cũng vậy. Giờ về miền Tây toàn là mấy ông già xồng xồng, già già xồng xồng, hoặc là già 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 chát như tôi. Hôm hem làm được nhiều làm khổ. Bây giờ mình đã cắt nhổ thì mình đã nhổ lên rồi. Tôi cũng nói lại là tôi cũng muốn là chia sẻ với các bạn thôi. Bởi vì tôi cũng biết trước là củ nó không có lớn như là mong đợi, như là cũng như là được rao bán ở trên mạng. Nhưng mà thấy ha, nếu mà các bạn mà làm cho nó cái đế nơm á, thì các bạn cái dùng cái phương pháp này các bạn làm đế nơm. Không riêng gì cái cây bông giấy mà chúng ta có thể làm cho tất tần tật những cái cây làm đế nơm, kể cả người ta nuôi mai, hồng ngọc mai, nuôi tùng hoặc là nuôi những cái gì đó làm đế nơm thì họ phải làm như vậy. Họ trồng vô vậy, bắt đầu họ nhử cho cái rễ nó kéo dài xuống, sau thời gian cái họ nhở dở lên, họ nhân cái rễ lên. Bây giờ tôi cũng cây này đẹp quá ha, dáng nó cũng được các bạn ha. Bây giờ tôi sẽ trồng lại vô cái chậu. Như vậy là tôi sẽ ép lại, ép dầu, ép mỡ, ai nợ ép cây luôn. Mình ép cây thì cho cây nó rút cái cây, nó nhỏ cây lại thì nó mới phù hợp với cái khu vườn của mình. Giờ tôi đưa nó vô chậu. Đưa vô chậu này. Rồi, đưa vô chậu này đi. Rồi nè ha. Bây giờ chọn này các bạn ha, thử coi. Giờ thử coi. Cây nọ cây này nó cũng có cái kiểu ha các bạn ha, kiểu nó cũng rất là yêu luôn. Cây này thôi, cây này để mình chơi bay đi, để cái này đưa cây này vô đây. Này đây. Đưa cái này vô đây. Vậy ha, thử coi. Cây này đó, hơi lắc nhẹ, chợt hơi lắc nhẹ. Đưa cái rễ lên vậy nó rất là đẹp các bạn ha, rất là đẹp. Rồi, chơi mình đi. Không có cái gì dễ bằng cái bông giấy. Cái nhân giống bông giấy này các bạn cắt cái nhánh thôi, các bạn ghim nó lên thôi, dễ lắm. Dễ lắm. Cũng có bạn hỏi tôi là ông làm clip mà tôi thấy cây ông không có đẹp. Thấy cây ông, có nhiều bạn cũng nói chung là cũng tế nhị, cũng dễ thương. Tôi thấy cây ông không có đẹp. Thì đúng rồi, đẹp đâu đẹp, cây tôi xấu bệnh à. Tôi làm thì chủ yếu là chia sẻ. Còn nếu mà nhiều lúc tôi đưa cây đẹp quá đi sưu tầm thôi. Tôi đâu có làm được cây đẹp đâu. Cây xấu bệnh à. Người sao cây nó như vậy. Người sao chim bao nó như vậy. Chứ không phải người sao ngao vậy nha. Tôi không nói coi đó nha. Nè các bạn ha, giờ tôi trồng vô đây. Giờ hiện tại giờ tôi sẽ tiếp tục tôi nuôi tiếp trong cái cây này, nó sống ở trong một cái môi trường nó chật hẹp như thế này. Sau này bộ rễ đó tôi sẽ dỡ nó một lần nữa. Dỡ lần nữa chắc có lẽ là nó mất cũng phải là hơn một năm nữa tôi mới dỡ. Giờ cứ để mình chơi đi. Chơi mình ép nó lại mình chơi các bạn ha. Nắng lên rồi. Tháng này cũng còn mưa ha. Thì cái bạn tôi ngộ ghê à, tôi phái cái dáng phái chơi như cái dáng dáng trực. Dáng trực văn nhân đồ mấy cái dáng nó thanh thoát á, chân nó cao thanh thoát chứ còn lùm xùm phải nói là mình chơi cho có, cũng phải chơi cho có thôi chứ thích không thích lắm. Bởi vì mỗi một người nó có hình thành cái sở thích ngay từ trong cái tiềm thức của mình rồi. Các bạn cứ muốn cũng được. Nhiều người bảo trào lưu mấy các bạn mà đi chơi theo trào lưu cũng hay á, mà tôi chơi không được. Tại vì mình không có thích. Thấy người ta chơi vậy không thích sao mà mình chơi được. Cái gì cũng vậy, chơi phải thích, không thích sao chơi. Đâu có hứng thú đâu chơi, đúng không các bạn? Rồi. Cây này cong cong quẹo quẹo. Chừa này khi nào mình tưới nước vài ngày nữa mình tưới nước lên thì mình sẽ nó sẽ chỉnh lại. Bây giờ cắt bỏ bớt nhánh này đi các bạn ha. Nhánh này bỏ bớt rồi. Các bạn biết không, nhánh tầm này nè. Nhánh tầm này là các bạn dâm mà nó lên rồi. Đó, các bạn dâm vô đất á là nó lên như vậy nè, lên nè. Nhưng mà tôi nhiều quá tôi không dâm nữa. Thôi như đây đủ rồi, không trồng nữa.
cũng được đó các bạn ha. Cây này kiểu dáng siêu á, dáng siêu. Giờ nếu mà uốn hết về một hướng chúng ta có thể tạo thế bạc phong cho nhìn cái da dẻ nó không trần. Bạc phong cũng có nhiều người thích, tôi cũng khoái thế bạc phong. Bạc phong này nó tạc quang bên các bạn. Nó tạc hết quang bên, các bạn uống cho nó tạc quang bên, nó thế bạc phong. Bạc phong hay là nghinh phong đó. Mấy cái thế nó không trần. Rồi vậy thôi. Còn cái cây này mình tạo thế gì đó. Úi da, cái chậu quỷ này nặng như quỷ vậy. Cây này không các bạn thấy không? Để cây này, cây này nếu mà tạo thế thì thấy gì đấy ta, không bỏ giữa đi. Đây cây này các bạn sẽ tạo thế bạc phong, nó rất là rõ nét nè. Khi mà các bạn trồng như thế này nè, các bạn thấy không, nó tạc quang bên nè, nó tạo thế bạc phong rất là rõ nét nè, cắt giật tự nhiên. Đây dưới cây này chúng ta sẽ được cái tạo cái thế là thế bạc phong rất là rõ nét. Cái này đây là mình chơi dạng như giống như chực lắc, hơi lắc nhẹ đứng lên lắc. Cây này chút tôi sẽ trồng vô chậu, thì hôm nay tôi cũng chia sẻ với các bạn một chút cái niềm vui nhỏ nhỏ. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, tôi chọn niềm hôm nay tôi chọn cái niềm vui là trồng cây bông dễ. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để ủng hộ kênh Thu Bonsai trong suốt thời gian qua. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ để cho tôi có cái nghị lực, mà cái động lực, xin lỗi, cái động lực nghị lực cũng được, có cái động lực để mình sản xuất những cái thêm cho ra lò, thêm những cái video nói chung là vui nhẹ, mang tính thiết thực, dành cho giúp cho người chơi tiếp cận được trong cái vấn đề là lĩnh vực về chúng ta trồng cây. Tôi thì thật ra mà nói thì tôi cũng không hay ho gì đâu, cũng không có giỏi giang gì trong cái lĩnh vực này, nhưng mà mục đích của tôi chính là muốn giao lưu học hỏi và mong rằng các bạn góp ý để cho nghề chơi càng ngày càng hoàn thiện. Rồi còn gì để nói nữa không ta? Hết rồi, như vậy thôi. Ngày mai gặp lại. Mà làm video nói chung là làm YouTube nó khó nhất là vấn đề chủ đề nha các bạn. Nhiều lúc tôi bị đuối chủ đề, nhiều lúc tôi cầm cái camera đi ra vô không biết làm gì chứ, không biết quay gì chứ, không biết nói gì chứ. Nhưng mà nhiều lúc các bạn gợi ý chủ đề này chủ đề kia, tự nhiên cái mình có cái ý tưởng đó thì mình sẽ ra clip, mình sẽ làm được cái clip về cái chủ đề đó, nó hay hơn. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp một lần nữa. Chúc là các bạn gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và đầm ấm bên người thân. Bye bye.